bạn đang tìm kiếm một tựa game hẹn hò để sống ảo, hay đơn giản chỉ là một chút gì đó tình cảm để quên đi dòng đời tấp nập luôn vỗ vào mặt mỗi buổi sáng, thì Life Makeover chính là lựa chọn thú vị nhất trong năm 2022. Game được phát triển bởi Archosaur, nhà phát triển nổi tiếng với Dragon Raja, Epic World. Mặc dù ở thời điểm hiện tại game vẫn chưa chính thức ra mắt, nhưng game thủ có thể đăng ký trước để trải nghiệm game sớm nhất khi ra mắt. Là một tựa game otome, Play Makeover sở hữu tất cả những yếu tố chi phối cảm xúc như trai xinh, gái đẹp, cuộc sống vương giả, ngôn tình, thời trang, drama. Qua đó đặt chân vào một thế giới Play Makeover, game thủ sẽ có cảm giác như vừa chuyển sinh sang một thế giới khác với vô số mối lương duyên thú vị để khám phá và trải nghiệm. Điểm nhấn của game nằm ở đồ họa 3D với tạo hình nhân vật vô cùng chân thực. Thậm chí không chỉ đặc biệt chăm chú vào nét mặt và biểu cảm, đồ họa ấn tượng của game còn góp phần mở ra một thế giới thời trang đầy màu sắc, nơi game thủ có thể xây dựng nên ngôi nhà hạnh phúc của riêng mình. Lối chơi của game vô cùng đa dạng. Ngoài việc game thủ có thể tự do diện những trang phục đầy màu sắc, mỗi lựa chọn của bạn đều sẽ góp phần không nhỏ xây dựng nên câu chuyện tình cảm riêng của mỗi người. Game thủ có thể theo dõi thêm thông tin và đăng ký trước để trải nghiệm game sớm nhất tại đường link mà bọn mình để ở phần mô tả của clip. We'll be right back.